Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao, và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với mình cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU đoạt vé C1, Paul Pogba gần như chốt luôn tương lai. MU chi 82 triệu bảng cho hai đồng hương Fernandes. MU hạ màn ngoại hạng Anh mỹ mãn trên đôi cánh của Bruno Fernandes, và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng ta cùng đi vào thông tin chi tiết. MU chi 82 triệu bảng cho hai đồng hương Fernandes. Theo tờ Abola của Bồ Đào Nha, MU sẽ chi 82 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi hậu vệ trẻ đều mới 18 tuổi người Bồ Đào Nha là Nuno Mendes và Eduardo Quaresma của Sporting Lisbon. Cả hai đều có hợp đồng với Sporting Lisbon tới hè 2025, kèm phí giải phóng 41 triệu bảng. Mendes và Quaresma mới ký hợp đồng mới với Sporting hồi tháng trước. Mendes có thể đá hậu vệ trái lẫn trung vệ và đang được đại diện của Manuel Pino, người đã đưa Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon tới MU hồi tháng 1 vừa qua. Mendes mới đá 9 trận cho đội mùa Sporting mùa này nhưng đã thể hiện tiềm năng rất lớn. Cầu thủ 18 tuổi này có thể là sự bổ sung cho cánh trái của MU vốn không mạnh với bộ đôi Luxor và Brandon Williams. Trong khi đó, vị trí sở trường của Quaresma là trung vệ. Cả Mendes và Quaresma còn rất trẻ nên đây sẽ là hai thương vụ phục vụ cho tương lai lâu dài của MU nếu họ chiêu mộ thành công. MU sẵn sàng phá đám Napoli vì trung vệ của Lille. Theo tờ The Express của Anh, MU sẵn sàng đưa ra đề nghị hấp dẫn nhằm cướp tay trên trung vệ Gabin Magalhaes của Lille từ Napoli. Napoli được cho là sắp chiêu mộ được bộ đôi của Lille là trung vệ Magalhaes và tiền đạo Victor Osimhen với giá 100 triệu bảng. Tuy nhiên, MU đã nhảy vào cuộc đua giành Magalhaes khi họ đang gặp khó trong việc chiêu mộ các trung vệ tên tuổi như Milan Skriniar của Inter Milan hay Kalidou Koulibaly của Napoli. Skriniar hay Koulibaly đều có giá 75 triệu bảng trở lên, trong khi phí chuyển nhượng của Magalhaes chỉ rơi vào khoảng 25 triệu bảng. Magalhaes năm nay 22 tuổi và đã có 3 năm chơi bóng cho League One sau khi chuyển tới đây từ Brazil. Mason Greenwood là sao trẻ tốt nhất MU từng có. Jamie Redknapp chia sẻ rằng Mason Greenwood là sao trẻ tốt nhất mà MU từng có. Tiền đạo này vừa có một mùa giải hết sức tuyệt vời cùng Quỷ Đỏ. Greenwood là một trong những tài năng trẻ tuyệt vời nhất mà MU từng thấy. Redknapp chia sẻ trong bài viết của mình trên tờ Daily Mail. Redknapp phân tích tiếp về Greenwood. Giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao. MU luôn là câu lạc bộ đối xử với các sao trẻ đúng cách. Họ rất tự hào về điều đó. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể chắc chắn Greenwood đang ở trong môi trường tốt nhất. Greenwood dường như không có một điểm yếu nào, chân trái hoặc chân phải. Đó thực sự không phải vấn đề với cậu ấy. MU đoạt vé C1, Paul Pogba gần như chốt luôn tương lai. Paul Pogba vừa có động thái liên quan tới tương lai sau khi Manchester United giành được vé dự UEFA Champions League. Khoảng thời gian đầu mùa giải, Paul Pogba gây thất vọng cực lớn và không đóng góp được nhiều vào lối chơi của Man United. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Pogba muốn chia tay sân Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Hợp đồng hiện tại của Pogba kéo dài tới năm 2021 và Man United có điều khoản tự động kích hoạt gia hạn thêm một năm. Tưởng chừng khoảng thời gian của Pogba tại Man United không còn nhiều, nhưng mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, tiền vệ người Pháp thi đấu cực kỳ nổi bật ở tuyến giữa của Man United. Sự có mặt của Bruno Fernandes càng khiến Pogba chơi bóng tự tin hơn. Giờ đây, Pogba đã có được đối tác ăn ý cùng đẳng cấp ở Man United. Ở vòng đấu hạ màn Premier League 2019-20, Pogba đã cùng Man United giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước đối thủ trực tiếp Leicester City. Qua đó, chính thức trở lại đấu trường UEFA Champions League mùa giải tới với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Ngay sau trận đấu, có vẻ như Pogba đã chốt luôn tương lai ở Old Trafford bằng cách đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân rằng "Let's go Champions League baby". Rõ ràng, điều này chẳng khác nào một gợi ý mạnh mẽ rằng Pogba vẫn tiếp tục gắn bó với Man United để chinh chiến ở UEFA Champions League mùa tới. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định Pogba cũng chuẩn bị ký vào bản hợp đồng gia hạn với Man United. Neville khuyên Man United chi 170 triệu bảng để mua sắm. Huyền thoại Gary Neville tin rằng Man United phải mạnh tay chi tiêu nếu họ muốn thách thức chức vô địch Premier League. Đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã có bước chạy thần tốc trong nửa cuối mùa bóng để có được vị trí top 3 Premier League cùng chiếc vé dự Champions League mùa tới. Dù sao, phải thừa nhận Man United thiếu sức mạnh chiều sâu trong đội hình khiến nhiều trụ cột của họ phải kiệt sức ở những trận đấu cuối cùng. Neville nhận định,
Đội hình chính của Man United đã hết hơi trong 20 phút cuối cùng và điều đó chứng tỏ rằng họ cần nhiều cầu thủ hơn trong đội hình. Lần cuối cùng Man United về đích trong top 3 là khi họ đã chi 170 triệu bảng dưới thời Jose Mourinho vào mùa hè đó. Rõ ràng là họ đã đầu tư một cách khôn ngoan như năm ngoái. Tôi nghĩ Man United cần đầu tư số tiền đó một lần nữa, đúng vào thời điểm này để đuổi kịp Liverpool và Man City. Đội hình đó cần cải thiện, đội bóng đó cần cải thiện. Họ cần cải thiện đội hình chính của mình, đó là điều đầu tiên và quan trọng nhất. Điều đó không ảnh hưởng đến bất kỳ cầu thủ nào đã chơi ngày hôm nay. Có những cầu thủ khác đủ giỏi để trở thành một phần của đội bóng, họ vẫn có thể thi đấu nếu bạn sẽ chơi 55-60 trận trong một mùa. Man United hạ màn ngoại hạng Anh mỹ mãn trên đôi cánh của Bruno Fernandes. Quỷ đỏ đã có chiến thắng chật vật trước đối thủ để giành chiếc vé tham dự Champions League mùa giải năm sau. Bước vào trận đấu trên sân King Power, Manchester United là những người tỏ ra thoải mái hơn. Bởi lẽ, Quỷ đỏ chỉ cần một trận hòa là đủ điều kiện để có mặt tại Champions League mùa tới. Tuy nhiên, bầy cáo lại nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ và gây không ít khó khăn cho các cầu thủ nửa đỏ thành Manchester. Jamie Vardy vẫn là mối hiểm họa tiềm tàng bên phía The Foxy. Anh đã gây không ít sóng gió hướng về phía khung thành MU. Mặt khác, Man United cũng có những sai lầm nhất định khi David De Gea hay Harry Maguire lên Manchester United thì nhỏ mắc lỗi. Trên hàng công, Bruno Fernandes lại cho thấy dấu hiệu quá tải sau những chuỗi ngày chinh chiến liên tục trên mọi mặt trận. MU bế tắc trong khi Leicester City thiếu sự sắc sảo, hiệp 1 đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi và The Foxy là những người tỏ ra sốt ruột hơn. Chính vì lẽ ấy, huấn luyện viên Brendan Rodgers đã tung Azoe Perez vào sân để gia cố hàng công. Nhưng khi các chân sút của đội chủ nhà còn chưa lên tiếng, Manchester United đã được hưởng lợi. Sau tình huống thoát xuống của Anthony Martial, số 9 bên phía MU bị Johnny Evans phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài đã có cho Quỷ đỏ thưởng một quả phạt đen. Và khi đối mặt với các Spurs Mason, Bruno Fernandes đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để mở tỷ số cho nửa đỏ thành Manchester. Đến phút thứ 90+8, Jesse Lingard phá dớp chuỗi 34 trận liên tiếp tại Premier League không thể ghi bàn sau pha tận dụng sai lầm của Casper Schmeichel. Chung cuộc, MU giành chiến thắng 2-0 và có được vị trí thứ 3 chung cuộc. Sau tất cả, cổ động viên MU lại có dịp hân hoan vì Bruno Fernandes. Kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ, anh đã ghi 8 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo sau 13 trận ra sân tại ngoại hạng Anh. Mặt khác, tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng không đá hỏng bất kỳ tình huống penalty nào tính từ tháng 10 năm 2018. Huyền thoại Man United khẳng định Lampard làm tốt hơn Solskjaer. Huyền thoại của Man United, Roy Keane tin rằng Frank Lampard đã làm tốt công việc của mình hơn Ole Gunnar Solskjaer mùa này. Cả Lampard và Solskjaer đều đưa đội bóng của họ vào trong top 4 mùa này sau khi giành chiến thắng trước Wolves và Leicester City tương ứng trong ngày hạ màn Premier League. Quỷ đỏ thậm chí còn xếp trên The Blues, nhưng Roy Keane tin rằng Lampard đã làm được những điều kỳ diệu hơn. Frank đã hoàn thành công việc của mình tốt hơn, tôi phải nói như vậy. Cựu tiền vệ của Man United nhận định trên Sky Sports. Tôi kỳ vọng họ sẽ có vị trí trong top 4 hoặc là gần đó, nhưng cách họ chơi, cách Frank đưa đội bóng vào top 4 thật sự rất tuyệt. Không có gì để nghi ngờ về Frank cả. Anh ấy đã đưa ra những quyết định lớn, anh ấy đã mang rất nhiều cầu thủ trẻ vào đội hình, những cầu thủ giỏi, chất lượng tốt. Họ cần một cơ hội, họ đã nắm lấy nó. Họ đã về đích trong top 4 và rõ ràng nếu họ có thể giành được FA Cup, đó là thành tích tuyệt vời. Solskjaer đã chi 190 triệu bảng mùa này và điều đó phần nào đã giúp Man United đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, Lampard đã không có bất kỳ tân binh nào, lại mất đi đầu tàu Eden Hazard. Bù lại, Chelsea sẽ có những bàn hợp đồng rất chất lượng và Timo Werner và Hakim Ziyech vào mùa giải tới. Chưa hết, The Blues đang nhắm đến Kai Havertz, ngôi sao của Bayer Leverkusen hay Ben Chilwell của Leicester City. MU lập kỷ lục có 1-0-2 tại ngoại hạng Anh. Bàn thắng của Bruno Fernandes trước Leicester City đã giúp MU thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong kỷ nguyên Premier League. Quỷ đỏ đã giành chiến thắng 2-0 trước Leicester City trong ngày hạ màn Premier League. Người ghi bàn mở tỷ số cho MU trên chấm phạt đen chính là Bruno Fernandes trước khi Jesse Lingard ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 8. Theo thống kê, quả phạt đen trước Leicester City đã là lần thứ 14 trong mùa giải năm nay Man United được trao penalty. Đây cũng là được ghi nhận kỷ lục của kỷ nguyên Premier League trong một mùa giải. Bên cạnh những kỷ lục tập thể, Man United cũng sở hữu những cá nhân thích ghi tên mình vào sử sách, đó cũng chính là nhạc trưởng Bruno Fernandes.
Với bàn thắng ở vòng 37, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trực tiếp tham gia vào 15 bàn thắng kể từ khi cập bến ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong cùng quãng thời gian đó. Thắng không quá đẹp mắt hay áp đảo, Man United vẫn tỏ ra là cái tên xứng đáng hơn để góp mặt tại Champions League. Trong khi đó, Leicester City vẫn có thể hài lòng với đấu trường Europa League, nơi có những đối thủ vừa tầm hơn với họ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!